Cái đầu con chuột cũng dễ thương ha, cái lỗ tai con chuột nè. Ở đây có bơm sẵn nè. Đây là màu hồng ha. À, màu hồng, màu xanh nước biển. Chào tất cả các bạn và anh chị. Hôm nay mình sẽ review thêm cho các bạn xem thêm một số mẫu bóng phao nữa nha. Thì cập nhật nhanh cho anh chị các bạn dễ cập nhật ha. Cảm thấy đẹp mẫu nào đẹp thì lấy về bán ha. Thì cái mẫu này là mẫu gì đây? Đây là mẫu con chuột đồng nha anh chị và các bạn, con chuột đồng. Thì cái mẫu này nó cũng có hai màu nha. Thứ nhất là màu vàng, cái thứ hai là màu hồng anh chị các bạn. Một cục một màu như thế này là đóng gói là 12 con nha, 12 cái nha anh chị và các bạn. Đây, ở đây em có bơm sẵn màu cho anh chị xem nè. Đây. Đây là con chuột đồng ha. Đây là màu hồng. Còn đây là màu vàng nha anh chị và các bạn. Đây là màu vàng, nó có hai màu em bơm sẵn hết nè. Thì em sẽ cho chị coi nè. Chi tiết một quận ha, để cho anh chị dễ nhìn thấy, dễ cập nhật ha. Đó, cái gò bơm nằm đây, dưới bụng. Cái đầu con chuột cũng dễ thương ha. Cái lỗ tai con chuột nè, lỗ tai sắn hình nè. Đó, nó có kèn á, kèn nằm đây nha anh chị các bạn. Chúng ta bóp lại nó sẽ có kèn kêu ha. Rồi, đây là màu vàng. Thì nó cũng giống như màu hồng thôi. Đuôi ha, đuôi cũng dài ha. Thì kích thước của từng sản phẩm này anh chị cập nhật vào website của em nha. Website em có để kích thước từng cụ thể của từng sản phẩm rồi. Thì anh chị vào đó anh chị cập nhật sẽ dễ dàng hơn. Link website em để dưới phần mô tả nha anh chị và các bạn. Rồi. Tiếp theo em muốn chia sẻ là mẫu gì? À anh chị các bạn biết mẫu nào mẫu gì không? Có những anh chị và các bạn làm buôn bán lâu thì nhìn vào những cái mẫu này sẽ biết ha. Nhưng là mấy cái mẫu này nó cũng có rồi. Nhưng mà bây giờ em mới cập nhật, nói chung là cập nhật lúc nào hay lúc đó. Đây là mẫu con khỉ nha anh chị các bạn, con khỉ ha. Thì mẫu này nó có hai màu, màu xanh nước biển, hai là màu hồng ha. Đây, ở đây có bơm sẵn nè. Đây là màu hồng ha. Chúng ta thấy như vậy thôi chứ chúng ta bơm lên sản phẩm rất là đẹp nha. Đây là màu hồng, cái cò bơm ngoài sau nha anh chị và các bạn, cò bơm ngoài này, càng nằm như này ha. Giờ đây là màu xanh nước biển. Đây là màu xanh nước biển nha. Đó. Thì anh chị thấy mẫu mã nào đẹp thì dễ thương thì lấy về bán ha. Ai coi cũng dễ thương ha. Ok. Rồi, tiếp theo đó là em cập nhật là mẫu gì? À anh chị biết cái mẫu là mẫu gì không? Nhìn khi chưa bơm lên á thì anh chị nhìn cũng hơi khó ra cái hình cái hình của sản phẩm á. Nên nó có ba màu luôn. Đây là banh bi ha, quả banh bi á. Quả banh á thì hôm trước em có review hai quả rồi. Một quả banh là 12 khía và quả banh tiếp theo đó là quả banh 7 màu ha. Banh 7 màu banh nhỏ ha. Thì ở đây là banh này banh bi. Thì nó có ba màu, màu hồng, màu xanh nước biển. Và nó cũng ná là màu xanh lá, xanh lá đậm nha anh chị và các bạn. Thì em có bơm sẵn lên nè. Đây, đây là màu hồng, anh chị xem ha. Banh bi nghĩa là sao, là trên này nó vẽ những cái đốm giống như cái quả bi mình vậy đó anh chị các bạn. Cò bơm trên đây ha. Rồi, đây là màu xanh đậm ha, xanh lá đậm ha. Xanh lá đậm. Cái quả bi nằm đây, còi đây ha. Đó, cho anh chị dễ cập nhật. Rồi, tiếp theo đây là quả gì? Tiếp theo đây là con quả banh bi ha. Đây là màu xanh nước biển ha. Thì bên trong này nó có cái lục lạc anh chị các bạn ha. Chúng ta lắc, lắc nó kêu ha. Đó. Còn một quả banh nữa, đó là banh lồng ha. Nó có thể là lồng Kitty hoặc là lồng Doraemon. Nói chung là khi nào có mẫu thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn xem ha. Thì hiện tại giờ chưa có mẫu. Rồi, mẫu nào cũng dễ thương ha. Rồi, cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một sản phẩm mới.